Hốt xanh kiến thức xin chào các bạn khán giả. Năm 2016, sau khi được Nga bàn giao đầy đủ 36 máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2, đã có nhận định cho rằng Việt Nam sẽ sớm tiến tới đặt hàng một biến thể flanker tiên tiến hơn. Và hai ứng cử viên sáng giá nhất cho đơn hàng này chính là Su-30SM và Su-35S, khi đó đều đang được Nga đưa sang chiến trường Syria thử lửa. Ban đầu, Su-30SM được cho là chiếm ưu thế rõ rệt khi chiến thần này được đánh giá là phù hợp với không quân Việt Nam, cả về yếu tố sức mạnh chiến đấu, thiết kế kỹ thuật cho đến vấn đề tài chính. Hơn nữa, thời điểm đó, chúng ta còn đưa phi công sang Ấn Độ học lái trên Su-30 MK1, phiên bản tiền thân của Su-30SM. Thế nhưng cho đến nay, một số nguồn tin không chính thức ở cả phía ta và phía Nga đều cho thấy rằng khả năng cao là Việt Nam sẽ đầu tư tiến thẳng lên phiên bản flanker tối tân nhất, đó là Su-35S. Vậy tại sao lại là Su-35S mà không phải là Su-30SM? Nếu Việt Nam quyết định đặt mua Su-35S thì số lượng sẽ là bao nhiêu chiếc? Và quan trọng hơn, những chiến đấu cơ tối tân này sẽ được bố trí ở đâu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video sau đây nhé! Thực tế, dòng máy bay Sukhoi của Nga vốn là dòng máy bay rất quen thuộc, hay có thể coi là dòng máy bay truyền thống của Không quân Nhân dân Việt Nam. Bởi trong lịch sử, đã có rất nhiều hợp đồng mua tiêm kích flanker giữa Việt Nam và Nga được giao dịch thành công. Chỉ tạm tính từ năm 1995, thời điểm đó, chúng ta bắt đầu có tiêm kích thế hệ 4 khi chúng ta nhận 6 chiếc Su-27 phiên bản SK và UBK huấn luyện. Sau đó, Việt Nam ký hợp đồng đặt mua thêm 6 chiếc Su-27 nữa, nâng tổng số chiến đấu cơ thế hệ 4 trong biên chế Không quân Việt Nam lên con số 12. Số lượng đặt mua từng lô 6 chiếc là một nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, khi mà tình hình Biển Đông vô cùng phức tạp, trong khi các máy bay Su-22M và MiG-21 đang dần lạc hậu. Trong khi đó, tình hình nội bộ Nga cũng có nhiều thay đổi, là cơ hội tốt để Việt Nam có thể mua các máy bay với giá tốt, bởi nước Nga lúc đó quá thừa vũ khí nhưng lại thiếu những vật dụng thiết yếu khác. Sau khi làm chủ dòng tiêm kích Su-27, đến năm 2004, đã biên chế phi đội 4 chiếc Su-30 MK2 đầu tiên. Qua thời gian đánh giá tính năng kỹ càng, phải đến tận năm 2010, Việt Nam mới quyết định đặt mua 8 máy bay tiếp theo. Căn cứ vào thói quen mua sắm để đánh giá kỹ tính năng tác dụng cùng với tình hình tài chính của nước nhà, đi kèm với năng lực sản xuất của tập đoàn Sukhoi. Một số ý kiến nhận xét rằng, nếu Việt Nam đặt mua Su-35S thì số lượng đợt đầu khó mà vượt qua con số 4. Số lượng Su-35S như trên cũng có thể coi như là tạm đủ so với nhu cầu trước mắt. Phi đội này sẽ giữ vai trò chủ lực điều phối tác chiến cho các đơn vị Su-22, Su-27 và Su-30 thế hệ trước. Song cũng có ý kiến cho rằng, hiện nay năng lực cũng như nhu cầu của Việt Nam đang có những chuyển biến nhất định. Dễ nhận thấy nhất là căn cứ vào những hợp đồng máy bay mới gần đây. Không quân Việt Nam thường ký hợp đồng với số lượng 12 chiếc, ví dụ như hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện L-39NG của Cộng hòa Séc hay 12 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga. Do đó, với lần mua Su-35S lần này, số lượng cũng rất có thể sẽ là 12 chiếc, một số lượng vô đủ để trang bị cho một trung đoàn không quân tiêm kích. Su-35S là phiên bản nâng cấp của Su-35 nguyên gốc, dòng máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không, hai động cơ, một chỗ ngồi và được xếp vào thế hệ chiến đấu cơ thế hệ thứ tư của Nga. Biến thể Su-35S này được đưa vào trang bị lần đầu cho lực lượng không quân Nga vào năm 2009. Đây là dòng tiêm kích siêu cơ động có khả năng thực hiện những động tác bay bất khả thi nếu chỉ áp dụng các cơ chế khí động học thông thường. Điều này đạt được một phần nhờ sử dụng động cơ đẩy Vector TVC, miệng xả của động cơ phản lực Staton AL-41F1S có thể di chuyển độc lập theo các hướng khác nhau trong khi bay để hỗ trợ cơ động. Hầu hết các tiêm kích hiện đại của Nga đều ứng dụng công nghệ động cơ đẩy vector 3 chiều như Su-30SM, Su-30 MK1, Su-30 MKM, Su-35S, MiG-29 OVT, MiG-35. Trong khi đó, F-22 là tiêm kích duy nhất trong biên chế của phương Tây được trang bị động cơ đẩy vector để tăng khả năng cơ động. Tuy nhiên, nó chỉ giới hạn ở 2 chiều. Các mẫu X-31, F-15 Active, F-16 Vista và F-8 Hatch chỉ là máy bay thử nghiệm, còn siêu tiêm kích F-35 chỉ sử dụng động cơ đẩy vector cho chức năng cất hạ cánh thẳng đứng. Nhờ thiết kế động cơ này, Su-35 có thể di chuyển theo một hướng trong khi mỗi máy bay chĩa về hướng khác.
góc tấn công cao, cho phép chiếc máy bay dễ dàng hướng vũ khí vào mục tiêu đang lẩn tránh và thực hiện các động tác cơ động khó. Những thao tác như vậy có thể hữu ích trong việc tránh tên lửa hoặc không chiến tầm gần, mặc dù chúng khiến máy bay mất tốc độ và dễ bị tấn công hơn. Ở độ cao lớn, Su-35F có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 2.780 km/h, gấp 2,25 lần tốc độ âm thanh, tương đương với tốc độ của vua bầu trời F-22 và nhanh hơn F-35 hay F-16. Nó cũng được cho là có khả năng siêu hành trình, đạt tốc độ siêu âm mà không cần bật chế độ đốt tăng lực. Su-35S được trang bị pháo GSH-30-1 cỡ nòng 30mm với 150 viên đạn để không chiến hoặc tấn công mặt đất. Ngoài vũ khí đối không, Su-35S có thể sử dụng toàn bộ kho bom và tên lửa đối đất trong biên chế quân đội Nga, bao gồm nhiều loại vũ khí có độ chính xác cao và uy lực như bom laser, quang truyền hình KAB-1500L KR, tên lửa KH-29TE, KH-59 hay tên lửa chống hạm KH-31 và KH-35. Hiện nay, Không quân Nga là lực lượng vận hành nhiều tiêm kích Su-35S nhất thế giới, với 48 máy bay trong biên chế. 50 chiếc khác được đặt hàng từ tháng 1 năm 2016 và sẽ được sản xuất với tiến độ 10 chiếc một năm. Nga cũng triển khai nhiều phi đội Su-35S tới Syria sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay Su-24M của nước này. Sự xuất hiện của Su-35S là thông điệp răn đe, cho thấy Nga sẵn sàng ra tay đáp trả nếu như bị tấn công. Bên cạnh đó, Su-35S còn được triển khai trong một số nhiệm vụ tấn công mặt đất bằng bom và rocket. Các bạn thân mến, trở lại với câu chuyện mua sắm máy bay của Việt Nam. Hiện nay, sức mạnh chủ lực của không quân Việt Nam là các chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4 Su-30MK2 được tối ưu hóa cho vai trò tác chiến đối hải, cùng với đó là số lượng nhỏ tiêm kích Su-27 phiên bản SK và phiên bản UBK không chiến chuyên nghiệp. Ngoài ra, một phần sức mạnh của lực lượng không quân còn đến từ số lượng lớn máy bay cánh cụt cánh xòe Su-22 thuộc thế hệ cũ hơn. Tuy nhiên, tổ đội Su-22 hiện nay vừa phải gánh vác trọng trách chi viện hỏa lực mặt đất, lại vừa phải gồng mình gánh thêm vai trò cường kích đánh biển, thậm chí cả tiêm kích phòng không để tạm thay thế MiG-21 đã nghỉ hưu. Hơn nữa, tuổi khung của Su-22 chỉ là 2.000 giờ, tức là tương đương 20 năm phục vụ. Do vậy, thời gian loại biển đã cận kề. Mặc dù Việt Nam đã đủ khả năng để gia hạn hoạt động cho chúng, nhưng vì tính năng kỹ chiến thuật hạn chế, cho nên việc lựa chọn một dòng tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4 cộng tỏ ra là hướng đi hợp lý hơn. Đối với tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay, trong khi chưa có ứng viên tiêm kích nhẹ nào tỏ ra nổi trội, thì tiếp tục đặt hàng dòng Sukhoi của Nga sẽ vẫn là sự lựa chọn duy nhất và hợp lý nhất vào lúc này. Triển vọng Su-35 tới Việt Nam là rất sáng sủa, do chúng ta đã quan tâm tới dòng chiến đấu cơ tối tân này từ lâu. Bên cạnh đó, Su-35 đã chứng minh được năng lực qua thời gian hoạt động tại Syria hay trong không quân Nga. Ngay tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhiều quốc gia đã đặt niềm tin vào nó, bao gồm cả Trung Quốc và Indonesia. Có thể nói, Su-35 là dòng tiêm kích xuất khẩu tốt nhất của Nga hiện nay, nhỉnh hơn Su-30 SME ở cả năng lực không chiến lẫn tiêu diệt mục tiêu mặt đất, mặt biển, là bước đệm cần thiết trước khi chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 đi vào sản xuất hàng loạt. Tiêm kích mạnh dĩ nhiên phải có thợ lái đẳng cấp cao tương xứng. Nếu Việt Nam quyết định mua Su-35 với số lượng nhỏ, thì chúng ta sẽ không cần phải quá lo lắng về vấn đề phi công điều khiển, vì chúng ta có thể điều động một vài phi công cấp 1 thuộc các đơn vị sử dụng Su-30MK2 hoặc Su-27 sang. Còn trong trường hợp số lượng Su-35 lên tới cấp trung đoàn, thì có thể sẽ cần phải tính tới phương án mua sắm máy bay huấn luyện chuyên biệt cho nó. Lý do là bởi kết cấu một chỗ ngồi của Su-35 không cho phép thực hiện công tác đào tạo phi công như trên Su-30MK2. Trong thời gian tới, trường sĩ quan không quân sẽ đổi giáp 130 vào khai thác. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là máy bay huấn luyện dành cho học viên tốt nghiệp, trong khi sử dụng Su-30MK2 để đào tạo phi công lái Su-35 vẫn không phải là cách tối ưu vì sự khác biệt tương đối lớn giữa chúng. Theo các chuyên gia, lúc này còn có một phương án nữa có thể tính tới, đó là mua một số lượng nhỏ, khoảng từ 2 đến 4 chiếc Su-30M2 kèm theo Su-35 để vừa làm máy bay chiến đấu trong đội hình hỗn hợp, vừa phục vụ công tác đào tạo phi công. Trong không quân Nga, Su-30M2 còn có tên gọi không chính thức là Su-35UBM, do hai loại tích hợp nhiều thành phần tương đồng và có kết cấu buồng lái hai chỗ ngồi, cho nên
nó được sử dụng để huấn luyện chuyển loại hay phục hồi bay cho phi công Su-35F. Cuối cùng, về vấn đề phi đội Su-35 của Việt Nam sẽ đóng quân ở đâu? Nhiều khả năng chúng sẽ được biên chế về Trung đoàn Không quân 935 sân bay Biên Hòa. Nơi đây được biết đến là cái nồi đào tạo phi công chiến đấu Su-30 MK2 từ nhiều năm nay. Việc để một trung đoàn không quân tiêm kích Su-35 đóng ở phía Nam chắc chắn sẽ tăng cường đáng kể khả năng chi viện cho biển đảo. Lịch sử lâu đời của đất nước Việt Nam đã chứng minh rằng nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước chân thành và là những chiến binh dũng cảm, có thể làm nên những thắng lợi vang dội trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, những kinh nghiệm chiến tranh nửa sau thế kỷ 20 với sự tham gia của Việt Nam đã khẳng định rằng, ngoài lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, kiên trung, thì một quân đội muốn đánh thắng kẻ thù còn cần phải có kiến thức quân sự hiện đại và vũ khí chiến đấu tiên tiến. Với mục tiêu đã được Bộ Quốc phòng xác định là ưu tiên phát triển không quân và hải quân lên hiện đại, chắc chắn lực lượng không quân Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa để đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng ta cùng hy vọng sẽ sớm được chứng kiến những chiến cơ tối tân, hiện đại bậc nhất hành tinh xuất hiện trên bầu trời Việt Nam, xả rộng cánh bay để bảo vệ bình yên cho không phận Tổ quốc Việt Nam. Tới đây, video của Hố Xanh xin phép dừng lại. Chào tạm biệt và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh kiến thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh kiến thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!